Hôm nay bố mẹ tổ chức sinh nhật cho hai con. Đi, cả nhà mình ngồi đây tổ chức sinh nhật. Chúc mừng hai con năm nay 9 tuổi, vừa tròn 9 tuổi. Nào mẹ ở đây con, lấy đâu? Lên đây, lên đây. Hai con cầm, một người cầm. Ủa, cho ra để ăn ăn, con ngồi lại đôi tí, đen đen. Dừng. Đâu rồi tí? Cầm cầm xe sang cho để ăn đấy. Thì bố đi, bật lửa, bật lửa, bật lửa. Lửa. Còn cho ra làm sao thì nó cho vào bánh nó bẩn bánh. Là hai chị em cầm, hai chị em cầm. Đôi lại tí nữa. Không quỳ hết, không quỳ hết xấu hết. Đâu xem nào, khỏe không? Để nước đây. Ôi giời, bẻ lắm nước này. Bẻ. Đúng không? Nào, nhà mình chúc mừng sinh nhật hai con nhé. Rồi, đi. Bọc bánh ăn. Ờ, mình chúc hai con gái sinh nhật vui vẻ. Nhưng ta ăn mỗi chị em một miếng con. Ăn đi. Cái này là giấy đúng không? Vâng. Thì bỏ ra. Cái này ủa, không mang cái gì đừng. Này, một cái này bố mẹ chia nhau đi. Có đâu, đâu dựng rồi. Mang cái gì được lại đây rồi. Để đựng cái gì cũ hảo mấy bẩn thế. Để thôi, để đựng rồi đi ăn giấy lại đợi. Để đựng giấy đợi. Mà lấy con chó này. Ừ, con chó này không ăn được nhá, lại ăn được chứ? Con này à ấy mà, không ăn được đâu. Không ăn được à? Ừ. Ngon to to con xem. Được, cái này không ăn được đúng không? Ừ. Nến, cái ăn được đâu? Có. Ừ. Cho mẹ, cho mẹ nữa, cho mẹ nữa. Không có la trắng. Thôi cái mũi ta. Đội vào con có biết bao nhiêu chị để ngồi với con như thế con đừng có biết làm áo lại đi áo đi con mèo nói áo đi quay 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 con quay quay gì nhỉ chụp chúa quay lại năm ngoái đấy hai con lấy cái mũ con trai xin ra quả gì đây con biết nè. Con từng ăn trong sinh nhật. Nhịp sinh nhật. Nghe quả gì vậy? Ăn nói gì mà ăn. Bố mẹ nha. Con bố mẹ nha. Bố mẹ mỗi người cây này đi bố. Nó mới có ạ, muốn chơi nữa. Thôi bố ra. Bố ra. Anh nhảy chua chua. Này, đây. Mấy tên đợi, đợi con lấy vào đây con. Cho mẹ ăn. Vâng mẹ. Nhìn lấy bông hoa đi. Chị ý kiểm hạ các chị. Ui, con cho con ăn hàm này. Ăn đi. Cho bố mua này. Ăn đi. Rồi ăn đi. Con ăn đi nha. Cái lần cái cây này bố có thiếu hiện này đây bố này em có ăn cái này cái này nó sẽ vẻ bét này cái đầu tiên đây thế đây cho con thứ hai để mà con nhá mọi người nhá ăn ngon bóng chưa được sinh ra thì bóng buồn nhà bóng đang ăn bóng chưa được sinh ra cơm hoa không đâu hả? Cái bánh đẹp. Cái sô cô la. Ngon nhỉ? Ngon. Bánh ngon lắm.